Đến hơn 19 giờ ngày 8 tháng 2, lực lượng chức năng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy tòa nhà văn phòng tại địa chỉ 40A-40B đường Úc Tịch, phường 4, quận Tân Bình. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy xuất phát từ tầng 3 tòa nhà 6 tầng đang có nhiều người làm việc bên trong. Lúc này, mọi người hô hoán dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Thấy cháy lớn, các nhân viên hô hoán bỏ chạy khỏi tòa nhà, nhiều người bị khói đen ám lên cả mặt và quần áo. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tân Bình đã đến hiện trường ứng cứu dập lửa. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản ở tầng 3 khu nhà cho thuê văn phòng này bị thiêu rụi.